Khi mà về Việt Nam thì ban đầu thì cũng có một số khó khăn, ví dụ như là tại vì là trước đây thì mình quen ở Thái Lan rồi nên là mình chưa có cái nơi ở cụ thể, thì về đây thì tìm nơi ở này rồi lo những cái chuyện đi lại cũng như là xem là nếu mà mình dọn về đây rồi thì cái chuyện mà công ty của mình, trợ lý của mình sẽ như thế nào thì nó phù hợp hơn. Tuyết Anh trong tháng năm thực sự có lẽ là giống khá là ít, chỉ có những cái lúc mà Jun trở nên trầm tính hoặc là ở một cái nơi mà không có nhiều người quen thì Jun sẽ trở nên ít nói thôi, chứ còn bình thường thì Jun cũng là một người cười khá là nhiều, và thậm chí là khi mà không có vấn đề gì thì cũng cười, là một người luôn luôn cười, cho nên là để mà nhịn cười rồi lạnh lùng như Tuyết Anh thì khá là khó đối với Jun ở ngoài đời. Trước đây thì chắc chắn là chưa bao giờ Jun nghĩ đến việc là tham gia vào điện ảnh, chưa đừng nói là việc trở thành một diễn viên mà được nhiều người bước tới, thì cái này cũng là một cái duyên mà tình cờ Jun cũng vô tình được. Thì trước đó thì Jun có là một người mẫu quảng cáo ở bên Thái Lan, thì hoạt động ở bên Thái Lan là chính. Lúc đó thì cũng nghĩ là mình đi học thì mình kiếm một cái job part time nào đó để mình gọi là kiếm thêm cho bản thân thôi, chứ không có bao giờ nghĩ là mình lại chọn con đường đó là con đường chính, tại vì Jun theo học ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản lý kinh doanh quốc tế. Cho đến khi là mình vô tình là mình được mời về đóng một phim ngắn tốt nghiệp của một người bạn là anh diễn viên B Trần. Thì sau cái bộ phim đấy thì anh B có một bộ phim điện ảnh khác, và bộ phim đó đang tìm một nữ chính, nên là chắc là do lần trước đóng cũng hợp nhau hay sao đó thì anh B đã mời Jun về Việt Nam để cùng casting. Và sau khi casting thì mình cũng nghĩ là mình đi cast cho có cơ hội, hay là có thể biết đâu đấy là một cơ hội của mình, hoặc là mình thử vai để cho thêm gọi là tích lũy kinh nghiệm thôi, chứ không nghĩ là mình sẽ được vai. Nhưng mà cuối cùng thì là mọi người lại chọn mình. Và sau đó thì tại vì mình không có nghĩ là mình được vai nên mình cũng không có nói trước với ba mẹ. Sau đó thì là cả anh đạo diễn lẫn anh B Trần là phải gọi điện rồi nhắn tin cho mẹ mình thuyết phục làm sao cho mẹ mình để mình hè mình về mình quay phim trong 2 tháng, làm sao cho mẹ mình tin tưởng và giao mình về Việt Nam một mình. Trước đây thì mình cũng không có quá nhiều người biết đến mình, cũng không có bao giờ mà gặp quá nhiều cái trường hợp mà lời ra tiếng vào rồi mỗi người một ý như vậy, cho nên là trước đây thì mình có cái gì mà mình cảm thấy là không đúng về mình thì là mình sẽ thẳng thắn đáp lại, giải thích cho người ta biết là mình không phải như vậy, và thậm chí sẵn sàng là gọi là nói chuyện riêng, nhắn tin riêng. Nếu mà người ta cần thực sự muốn biết về mình như thế thì mình sẵn sàng giải thích là nó không phải là như vậy đâu. Nhưng mà sau này khi mà mình may mắn được nhiều người biết tới hơn thì mình hiểu ra là cái số lượng mà mình nói, cái những cái lời mình nói ra chưa chắc nó đã tới được 100% những cái người mà mình muốn họ nghe cái điều đó, và cũng chưa chắc là cái ý mình nói ra là tất cả mọi người sẽ hiểu giống mình. Nhiều khi một câu nói có thể hiểu ra nhiều ý khác nhau, và từ cái hiểu lầm đấy người ta trở nên ghét mình chẳng hạn. Thì mình học được một cái cách là mình biết tiết chế hơn, mình tiết chế cái lời nói của mình để mà tránh nó gây ra hiểu lầm, để tránh cái trường hợp là mình phải đi giải thích lại cho từng người như vậy. Và dần dần thì mình cũng quen tới cái việc mà có người ghét thì có người thích thì cũng sẽ có người ghét thôi. Dung nghĩ là chắc chắn ai cũng sẽ có một lần được gọi là mời gọi hay là cám dỗ rồi, nhưng mà thực ra bản thân Jun thì Jun cảm thấy là Jun thực sự là muốn bước vào nghề này và hoạt động nghệ thuật bởi vì là Jun muốn thử sức mình, chứ không phải là Jun muốn tìm kiếm vật chất hay là gì đó, bởi vì cũng là may mắn khi mà Jun được sinh ra trong một gia đình có khá là đầy đủ điều kiện, và bởi vì thế nên là Jun không bao giờ nghĩ là mình phải kiếm chú trọng vật chất như thế nào. Bản thân của Jun chỉ muốn đi làm chú tâm vào nghệ thuật. Là một nghệ sĩ để mà đến với công chúng thì chắc chắn may mắn là cái điều đầu tiên mình cần, để mình cần có một cơ hội nào đó để đưa mình tới với khán giả, và để mà mình may mắn thì cái tác phẩm của mình mới được nhiều người biết tới, được nhiều người biết tới thì khán giả mới biết đến mình nhiều hơn, cho nên may mắn là cái yếu tố quan trọng nhất. Sau đó sau cái may mắn thì để mà duy trì, để mà tiếp tục xuất hiện trước khán giả thì mình cần cái tài năng, phải có tài năng thì mình mới được trụ được lâu trong nghề này. Thực ra cái việc mà mình kiếm thêm một nghề gì đó, nghề tay trái, ví dụ như là nghề tay phải là diễn viên, nghề tay trái là ca sĩ, là một chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu bạn có khả năng hoặc nếu bạn muốn thử thì cũng đâu ai cấm, cũng tốt cho mình thôi. Ví dụ là mình bây giờ mình đóng phim rồi mình hát thêm tí nữa thì khán giả sẽ biết đến mình nhiều hơn, và mình cũng sẽ có gọi là nhiều job hơn để mà mình trang trải cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên về bản thân Jun thì là Jun tự nhận thấy là mình là một người không có khả năng ca hát, và nếu mà mình có học hát thì mình cũng chỉ ở cái mức độ là hát được và lâu lâu biểu diễn cho khán giả xem cho vui thôi, chứ không thể nào, Jun chưa bao giờ nghĩ là Jun sẽ trở thành một ca sĩ. Đối với những khán giả mà nghĩ là hình ảnh của Jun là những cái hình ảnh gọi là
trong sáng trà sữa hay là thuần khiết thì có lẽ nó là một cái hình ảnh của nhân vật trong phim của Jun. Chứ ngoài đời của Jun thì trước giờ sao thì bây giờ vẫn vậy. Và có những cái khi mà khán giả yêu quý cái nhân vật trong phim của mình quá, họ muốn ngoài đời của mình cũng như cái nhân vật đó, thì thực ra thì mình cũng đành phải chịu thôi, tại vì không ai muốn người ta yêu quý mình vì một cái con người mà không phải bản thân mình. Thì Jun cũng cảm ơn với cái những cái tình cảm đó của khán giả, và hy vọng là những cái khán giả, những bạn fan hâm mộ thực sự sẽ chấp nhận và yêu quý các con người thật của mình, chứ không chỉ là một vai diễn của mình. Do Jun mới tiếp xúc được với khán giả nhiều dạo gần đây thôi, cho nên là Jun cũng khá là non nớt trong nghề và vẫn còn chưa có biết, chưa có xác định được là mình sẽ phù hợp với hình tượng nào. Thì chắc chắn là mình phải thử tất cả những cái hình tượng mình muốn đã, sau đó mình ngồi mình xem lại xem là cái hình ảnh nào khán giả thích nhất, cũng như là hình ảnh nào phù hợp với mình nhất thì mình sẽ lựa chọn cái hình ảnh đó. Nhưng mà phải thử đã mới biết được. Thực ra cái vấn đề về Rocco Nguyễn thì thực ra hai đứa cũng không có liên quan nhiều tới nhau nữa. Cái câu chuyện mà hai đứa từng khá là thân với nhau là rất xưa rồi, và đó là trước khi mà Jun trở về Việt Nam. Thậm chí là trước khi Jun làm người mẫu. Rất lâu rồi. Và mãi đến sau này thì không ngờ là cả hai người cùng hoạt động nghệ thuật. Thì sau đó cái chuyện này lâu lâu được khán giả nhắc tới thì nó cũng chỉ là một trong những cái gì mà gọi là nói cho vui thôi. Chứ còn câu chuyện thì thực ra cũng không có gì nhiều, tại vì cái thời gian mà hai đứa mà biết nhau và hay nói chuyện đó thì thực ra hai đứa chưa gặp mặt nhau bao giờ. Anh Victor, trước khi mà làm việc với anh Victor thì tất cả mọi người đều nhận xét là anh Victor là một người rất là khó tính, và anh ấy gọi là nếu mà không thực thoại á, thì phải coi chừng với anh ấy trên set, bởi vì anh ấy sẽ rất là dữ. Nhưng mà khi mà trực tiếp làm việc với anh Victor rồi thì thứ nhất là Jun đã có một thời gian ngưỡng mộ anh Victor rất lâu rồi, từ bộ phim Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh mà anh đạt giải thưởng thì cũng rất là ngưỡng mộ anh rồi, và mãi tới sau này mới có dịp được làm việc với anh, thì dù nghe tin anh dữ tới đâu thì mình cũng muốn mình làm việc với anh, tại vì anh là một trong những đạo diễn mà mình hâm mộ, mình muốn có cơ hội làm việc với anh từ lâu. Và khi mà trên set thì thực sự là nghiêm thì có nghiêm, nhưng mà gọi là nghiêm đúng chỗ, là anh chỉ giận dữ khi nào mà diễn viên và những thành viên trên đoàn không hợp tác đúng theo ý của anh thôi, chứ không phải là lúc nào cũng khó chịu với diễn viên. Thực sự là anh có thể gọi là khá dễ chịu và khá chiều diễn viên đó. Hiện tại thì Jun Vũ sẽ tiếp tục theo đuổi cái con đường diễn viên của mình. Tuy nhiên là chưa dám hứa trước với khán giả là năm 2019 sắp tới sẽ có những bộ phim nào sắp ra, bởi vì đây vẫn còn là một bí mật mà bản thân Jun Vũ cũng chưa chắc được. Nhưng mà sẽ tiếp tục xuất hiện trước các bạn khán giả với trong những event này hay trong những quảng cáo.